Phép lạ của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đối với thầy Joseph Nguyễn đã sống lại sau 32 ngày hôn mê. Dù các bác sĩ đã ký giấy khai tử vì tim ngừng đập, não ngưng hoạt động. Chi tiết phép lạ của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại Denver, Hoa Kỳ năm 2010. Ngày 12 tháng 11 năm 2010, đài EWTN và báo điện tử Công giáo CNA đã đăng chi tiết về phép lạ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ như sau. Các bác sĩ đã tuyên bố anh Joseph Nguyễn đã chết sau khi tim của anh ngừng đập và chấn độ não hoàn toàn ngưng chạy. Nhưng trong khi họ đang viết giấy chứng tử, thì gia đình của anh đã cất lời kinh kêu cầu lên Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Được biết, lúc bấy giờ, cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là một tôi tớ Chúa đang được cứu xét trong lịch trình phong thánh tại Roma. Ngày hôm nay, thì anh Joseph Nguyễn đã trở lại chủng viện để tiếp tục chương trình học làm linh mục. Khi nhìn tờ giấy chứng tử của chính mình bây giờ đã đóng dấu vô hiệu sau 32 ngày hôn mê, anh chỉ có thể kể lại hai biến cố trong khoảng thời gian dài mà anh mô tả như là một giấc ngủ tuyệt vời. Thoi thóp trên giường bệnh, giữa cái sống và cái chết kéo dài nhiều tuần lễ trong năm 2009, anh Joseph chỉ nhớ lại đã được gặp Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hai lần. Vị Hồng Y đáng tôn kính người Việt Nam này đã qua đời vào năm 2002. Vào năm 2007, Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhắc nhở tới trong thông điệp Niềm Hy Vọng Cứu Rỗi. Trong đó, gương chứng nhân của 13 năm tù đầy của Ngài đã được đề cao. Tháng 10 vừa qua, Vatican đã bắt đầu thủ tục điều tra phong thánh cho Ngài. Mặc dù anh Joseph Nguyễn chưa bao giờ gặp mặt Đức Hồng Y, nhưng gia đình của anh đã biết Ngài từ khi Ngài còn là một linh mục thường. Cha của anh là người khá thân thiết với Đức Hồng Y, coi Ngài như là một người nhà. Khi Đức Hồng Y trở thành Tổng Giám mục Phó Sài Gòn, thì mối liên hệ với gia đình anh càng trở nên thắm thiết hơn. Và sau khi Ngài trở thành một tù nhân của chế độ Cộng sản, thì ông nội của anh cũng đã từng bị giam chung với Đức Tổng một thời gian. Năm 1975, gia đình anh Joseph Nguyễn di cư tới Hoa Kỳ và anh Joseph đã được sinh ra ở đây. Anh Joseph được kể nhiều về cuộc sống anh hùng của cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và trân quý thông điệp hòa bình và hy vọng của Ngài. Nhưng anh không bao giờ tưởng tượng là anh sẽ phải mô tả chi tiết về cuộc sống của riêng mình và cái kinh nghiệm của sự chết gần kề cho các nhà điều tra của Ủy ban Phong Thánh. Sự thể khởi đầu vào tháng 8 năm 2009. Lúc đó, Joseph đang học năm thứ 3 tại chủng viện. Anh được giao việc thăm viếng và đưa mình thánh cho các bệnh nhân tại các bệnh viện. Vào đầu mùa thu, thì anh bắt đầu có vài triệu chứng bị cúm. Nhưng cơn bệnh trở nên trầm trọng và anh xin nghỉ để về nhà dưỡng bệnh. Trong cuộc phỏng vấn với CNA, anh kể lại rằng: "Tôi nhớ, đó là ngày 1 tháng 10. Tôi không hiểu tại sao mà mình không thở được. Cha anh chở anh đến bệnh viện. Anh còn tỉnh táo để làm thủ tục nhập viện. Nhưng sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Anh chỉ được nghe kể lại về những gì đã xảy ra trong ngày anh chết. Biết rằng cha mẹ của anh vẫn không mất hy vọng và cầu nguyện nhiệt thành với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Anh cũng nghe kể lại rằng, trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, trong lúc hôn mê, anh bắt đầu dứt bỏ các ống truyền nước khỏi mình một cách hung bạo. Cho tới khi cha của anh đặt một chuỗi mân côi vào tay, thì anh mới nguôi. Một lần thứ hai, cơ thể của anh cũng đã ngừng sống. Nhưng lần này thì người ta đợi, chứ không tuyên bố khai tử anh. Tuy nhiên, mọi người cũng nghĩ rằng cơ hội phục hồi thì dường như là vô vọng. Khi Joseph tỉnh lại 32 ngày sau, anh còn không nhớ chi tiết gì về những cơn đau đớn cả. Một bác sĩ giải thích là anh đã bị cúm heo H1N1 kèm với bệnh viêm phổi nặng. Khi bắt đầu nói chuyện được, Joseph cho biết anh đã gặp Đức Hồng Y Thuận hai lần. Trong thời gian hôn mê của tôi chỉ nhớ có hai điều. Anh nói, hai điều duy nhất tôi nhớ là hai lần thấy Đức Hồng Y Thuận hiện ra. Đức Hồng Y đã hiện ra với tôi hai lần.
Joseph nói rằng anh không chỉ nhìn thấy ngài mà thôi, nhưng với những tình tiết sống động mà anh mô tả về lúc linh hồn rời khỏi xác, anh đã thực sự gặp gỡ và nói chuyện với Đức Hồng Y. Mặc dù anh không thể tiết lộ chi tiết của câu chuyện, anh nghĩ hai lần ấy đã xảy ra trong lúc mà các bác sĩ quan sát thấy các hoạt động của não và cơ thể của anh ngưng hoạt động. Sau lần gặp gỡ thứ hai với Đức Hồng Y, anh nói, thì tôi tỉnh dậy, anh hoàn toàn không có ý tưởng về những gì đã xảy ra, hay tại sao anh đã có những ống dây cuốn chằng chịt khắp người, đặc biệt là các ống ở cổ làm anh không nói được. Các bác sĩ đã nghĩ rằng anh cần phải mất nhiều tháng, hoặc có thể là nhiều năm, trước khi anh có thể nói, đi hoặc học lại. Nhưng chỉ trong vài ngày là anh đã có thể nói chuyện và thở bình thường. Và các y tá phải lo đi tìm anh khắp nơi, quanh cơ sở phục hồi. Anh cũng bất ngờ vì được người em gái của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đang sống bên Canada gọi điện thoại sang. Bà đã gửi tặng cho anh một chuỗi tràng hạt của Đức Hồng Y. Joseph đã trở lại chủng viện vào đầu học kỳ sau đó, một sự kiện khác xa với việc các bác sĩ chuẩn đoán là anh phải mất 2 năm để phục hồi sức khỏe. Sau đó thì tiếng đồn về phép lạ lan truyền ra. Anh Joseph đã cung cấp thông tin cho các nhân viên làm việc cho vụ án phong chân phước của Đức Hồng Y tại Roma. Nhưng ngoài việc đóng góp đó, anh chủng sinh trẻ tuổi này bây giờ chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất trước mặt là chức linh mục. Khi anh trở lại chủng viện, Joseph một lần nữa được giao nhiệm vụ phục vụ tại các bệnh viện. Trong khi anh giữ kín đáo về khía cạnh phép lạ của mình, Joseph đã rất nhiệt tình nói chuyện về các công việc hiện tại trong bệnh viện. Anh cho biết tình trạng hôn mê và kinh nghiệm phục hồi của anh đã giúp anh đem hy vọng và niềm an ủi đến cho bệnh nhân. Những bệnh nhân này, dù không biết về cuộc hội ngộ bí ẩn của anh với một vị thánh, hoặc biết về cuộc sống lại ngoạn mục từ cõi chết của anh, nhưng điều quan trọng hơn hết là khi họ nhìn thấy vết sẹo trên cổ họng của anh, họ biết rằng anh hiểu được họ. Thực là một cảm giác toại nguyện khi có thể bước vào một căn phòng và nói: quý ông bà không phải chịu đựng những đau khổ như thế này một mình đâu, bởi vì chính tôi cũng đã trải qua điều đó, nằm ngay tại giường bệnh như thế này. Joseph coi những kinh nghiệm của anh đã đem đến một đức hy vọng trong lòng của anh và cung cấp cho anh một thông điệp mà anh hy vọng sẽ có thể chia sẻ với những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Đó là có một Đức Hồng Y Thuận trong cuộc sống. Kinh xin ơn Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Có Đời Đời, là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù, được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh và dưới bóng che chở hiền mẫu của mẹ Maria đã rèn luyện Ngài lên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình. Con người dễ thương mến, cùng với sứ vụ mục tử giám mục của Ngài, tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và sức nồng ấm của đức ái. Giờ đây, nhờ lời bầu cầu của Ngài và theo thánh ý Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu, với niềm hy vọng thấy Ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen.